này nữa. Chân Lan kích hoạt lá bài bẫy EDST khiến đồng đội hoang mang cả trận. Xin em xuống gắn bot là bot gáy là đẹp luôn. Chi Minh không hiểu ông nghĩ gì mà mang EDSP được. Trời ơi, trời nổ quá. Trời ơi. Ví dụ mà tôi đánh này đi, ai có ai đánh phục đâu. Tóc biến rồi. Má chứ. Chết ép rìu đấy. Trời ơi. Chín đang rồi. Khoai Nguyên, Quýt Châu kiểu gì cũng thua. Kéo rồng vào đây cho nó khỏi đam đi. Vừa la nó không ra. Chị Minh vãi nóng tính quá. Cái máu 30 máu này. À đây nó còn lá chắn cơ. Còn lá chắn á, phải bỏ đi. Giờ game cứ đen lá chắn ép view rồi. Cái gì? Tự nhiên nó chửi ông Chí Minh ngu hay gì? Hả? Nó gồng chửi ông ngu hay lâu gì? Lâu lâu xem mấy con gà đánh cũng hài hài. Vô sủa cho ông chấm hỏi luôn. Khó rồi là còn giòn lắm luôn. Chạy đại ca ơi. Vừa la lại cần 2 cần 3. Rồi Thái Mò, anh em khen tiến đi không đứt xích đấy. Tiền nữa nhờ. Vậy chết được Lee Sin thì bố rồi. Con nào nó mới sổ đấy. Sửa đứt cây. Rồng lộn. Giác nữa kìa. Giác này hơi giòn. Phải giết tao cào phát tiêu mô bắn quy phải là gáy. Tiến vô thì bú thôi. Rồi. Bắn cái đầu rồi. Cầm ông khen làm cái mẹ gì. Nhưng ông vô cũng đừng cắm là được rồi. Killing spree.
Dương Hoàng mới vô coi mà cãi nhau rồi nhỉ. Nghe thấy mà đi support cái nó sụa như gì luôn. Wow. Tôi đi support tôi leo rank cao mấy ông nữa mà mình có sụa làm gì. Còn nào thấy đánh hay thì vác con khác đi sup. Nhảm. Tôi đánh gì sup, tôi nói thật, tôi cày rank mà tôi đánh gì sup thông tôi cũng leo rank đó. Chứ đừng nói mà gì top hay gì rừng cơ. Lấy mấy ông đéo leo rank mấy ông do kỹ năng mấy ông, lấy mấy ông sủa mẹ gì. Đéo leo được rank do kỹ năng. Do cái tư duy nó ngu. Kỹ năng kém, tư duy không tới. Vừa la làm hết chỗ anh mà không làm được luôn. Bởi tiếp nó phiền lắm rồi. Trời ơi, nó còn kéo lại được cái nữa. Khôi Nguyễn thằng nhà quê à. Sao cái đồ support nó có đam á. Cái đồ sức mèo nó có đam và đồ support nó cũng ok đấy. Nó có mắt mũi gì không? Bộ Baron còn, mình không ra đứng sau lính đừng sợ nó bóp bùa. Nó đây rồi. Ví dụ mà con dắt ra tôi nốt nó 3 giây là nó cút rồi. Thằng dắt ra cũng 3 giây là cút thôi. Dắt đây. 1, 2, 3. Giòn luôn nha. Y rừng năng bạn hợp lý nhất á. Nam mơ kiếm hợp lý nhất. Nam
Này nó đánh ông lại thôi chứ bây giờ đánh có thể lại rồi. Ảo lắm cái đùa đó. Không được bình thường. Không được bình thường cái con vợ này. Ảo lắm đấy. Cú đông, đem bạn đầu hàng dầu. Thằng này sẽ chết rồi, này hết người rồi. Không có rep luôn này bạn. Có vợ giáp. Đi xin nhắc là hồi rờ rồi quá. Nó có đá là cá ta đi không? Vậy đâu có ở đây này. Chưa có giày giáp này mỏng á. Nó có người có mối ly xin đây thôi chứ ai đâu. April nó chả hơn. Giác này có con đường riêng rồi. Mình chọn lối đi riêng rồi.
bắt đó mà đó luôn. Rồi. Vừa la là tem thiếu người luôn. Tèo mình còn sống mà đi đến về là phiền lắm luôn. Cày thuê thì em sớm đi á, có cái cắt cầu đâu. Lấy anh Baro này cắt cướp. Không muốn em lắm mới kìa. Em kiểu gì cũng nói. Y mạnh hơn chỉ khổ mỗi cái thế lính đẩy ngược về phía mình phải. Ui dồi ôi. Nước mắt lá chắn luôn à. Rồi. Tự mặc nó làm như đây. Ui dồi. Vợ nó làm gì cho ta. Mà đánh nó đánh cũng có đam đấy nhỉ, nó được cái là nó được cái là nó biết sao không, nó bị lính đánh là nó không tìm về cơ. Mẹ mày chat lên câu ghét đấy về luôn lần nữa này. Mày dám dạy gian ăn mực ta? Mày dạy gian ăn mực thì mày đi. Vũ mạnh, chấp luôn kìa. Chấp luôn, mày không sợ gì đâu. Vũ mạnh, mặt cười chảy nước. Phát này lý xin lên mà cúc, còn không lý xin lên thì mình chắc mình va được. Má về thôi. Thằng Lý Xin. Lý Xin. Thôi để FPS nó tự do nhá. Ông nào bảo FPS thấp thì để cho nó tự do đi. Máy rồi hơi yếu rồi, FPS nó không lên cao đâu. Nó thương nhanh mới lên quy đấy. Lên E đâu có dồn nhanh được. Úi giời ơi. Bọn mình chém vào lính à. Nhưng mà né là hết chiêu rồi đó. Thằng này có được tin để tối vào cái chiêu what the fuck đâu đấy mày. Úi giời, úi giời. Sắp đi rồi luôn rồi. Vũ mạnh, rank gì đây bro? Thấp à. Vợ này con tao có một cái điều thắc mắc là nó mất lá chắn chưa không? Tôi thắc mắc vô cùng lớn luôn. Nó xài lá chắn lúc nào vậy mấy không?
Chả biết nó xài lá chắn lúc nào nữa. Thôi tắt like bật lại nha, bấm TikTok ơi. Có gì out ra vào lại nha. Tôi like tới 2 tiếng thôi. Vũ Mạnh chưa dùng sao ấy. Ông nào chưa có follow kênh nhá. Tao tắt like đi vào lại nhá, mọi 10 giây nó vào lại nha. Nó mới bóng. Mực này mực giấy rồi. FPS nó tụt tới công chuyện luôn, ba mấy FPS. Nó chạy. Vợ cái nó về luôn à. Cứ theo tôi luôn rồi. Cái rừng đang đánh nhau trong rừng kìa. Mình có việc cao cả hơn là đi anh chặn Google được ăn mực ơi. Bắt đầu đọc bình luận. Mình có việc cao cả là đi chặn được ăn mực chơi ăn mực ơi. Đi chơi được không nè. À. Ok. Bị ly được 16 luôn rồi. Ngon luôn. Có mắt máu rồi đó không? Có về đó. Từ từ farm tí nữa đi. Phát này dễ bị ăn mực ăn lầm lắm à. Bị mít trở lên nữa à. Bà đợi tí em không à. Hụt e rồi. Ui dồi. Mẹ này chiếm hồn đi. Mấy nó đập cái đúp không tới mấy cái nội tại. Nó tới nội tại tôi cũng cúc luôn. Ui dồi. Ui à. Tìm băng luôn. Tiếp. Nó mất thấy rồi nha. Chết mực tôi chơi mày, rồi. Mực chân sâu thế. Pha này ở lại dễ cút nét. Mới bảo xong. Nó có tìm băng thì nó cũng trâu được một mức độ nhỏ nhỏ. A à, khua, trận này gà không nhập. Ai còn chịu ăn được. Trời ơi, bắn rờ. Quầy bu kiến đậu thật. Bắn rờ đầu, đại ca bắn rờ đầu chơi luôn.
Bắn rờ đầu lên lấy cái giáp cốt đi. Đứng xa, đứng xa, đứng xa, đứng xa. Cái lục mã. Gà ra gừng, đắp bao câu cho mưa xe. Ôi. Quá chịu vô cùng đó luôn rồi. À, đánh không đủ đam nó chứ, làm phải tiêu đốt vô luôn. Phiền thật. Lục luôn. Chủ tao còn một tên nữa là bẹ này. Hay xin lấy trụ nhiều không nhở? Hy sinh lấy trụ nhá. Hy sinh lấy trụ nhá không? Cái này xin lấy trụ đi. Chết bỏ nha. Thì sẽ lấy trụ khiến cái cuồng đao mới pha sau đánh cho nó dễ. Uầy. Lý xin em này đánh hơi ác nha. Mà mình ba đồ đó, đi bắn được. Tem nó không AP này. À, hay rồi. Này. Này. Qua đây, qua không kịp. Enemy double kill. Rồi. Chuối bơi mà có mắt không đó. Khả năng cao là có mắt này. Chạy đâu nữa em ơi, chúng ta chia lìa xa. Quang nhà ba. Ta chia lìa xa mà. À! 45 lưới cộng lại 103. Enemy rampage. An enemy has been slain. Win thì chắc là win rồi đó. Khát này Ben này đúng không? Tôi đã ngửi đến mùi Benta rồi. Không có tin tôi không? Không có tin tôi pha này Ben không? Tôi đã ngửi thấy đó. Vô đánh chỗ tiếp với đại ca Ben ấy. Tiếp với Ben ấy. Ây giờ Ben. Nhưng mà mai Ben không quay nổi đầu luôn đó. Rank thấp mà nó lùa như lùa gà luôn này. Cũng chẳng vẹn, tôi nghĩ nếu được thay cái đầu tím không? Thay cái đầu tím chắc được, ngon. Cũng chẳng vẹn, có đam phép hay lại có xuyên. Có đam tay nữa. Gà giang gừng, trâu lắm. Ui giờ. Ui giờ. Gà giang gừng, nó đổi thêm giáp cho mình. Lên cái gì? Lên cái gì châu? Cuồng cung hả? Giòn đây. Gà giang gừng, cung. Cứ giòn đây. Nó combo khá không ngắt à. Chân Lan, thầy sao được anh đao tím có kháng hiệu ứng mà. Vậy mà tem nó đâu có hiệu ứng mấy đâu. Mấy cái chiêu xà lơ. Mấy cái chiêu E là Blanc hay là R Varus. Mấy cái chiêu xà lơ hết. Còn con rừng nó có mít nữa.
Rồng cái top đó là gần như là không có CC, kiểu CC giải bằng hiệu ứng được rồi. Thế lại đâu phải game nào có hiệu ứng đâu. Ta đang bảo là game game khác coi game nó tanh trâu quá thì có lên kiểu cung được không? Chứ game này thì chả cần khăn đâu. Nếu mà cần khăn thì tôi lên khăn lâu rồi. Mấy cái con CC cứng ở đây phải là nhắc đến Teemo, Majahe với lại Lissandra, mấy cái con nó mấy ông mới cần khăn mới khăn ứng nhiều. Chứ mấy con vớ vào bạn này thì không cần nữa. Gengar chắc sắp ngàn phép rồi đấy. Thấy nãy nó farm 200 phép giờ phải 300 rồi, ngàn phép. Mà muốn leo rank thấp á, đánh Vega dễ đâu rank. Nhưng mà đánh vậy hay tí farm được với lại đánh giữ mẹ á. Này easy game. Em người ở nơi luôn rồi. Chưa kịp test cái cuồng cung nữa. Sợ nó gờ trước khi ấy luôn rồi. Gà da gừng mạnh armor. Chưa kịp lên xong nó gì rồi.